Truyền thông trong nước im tiếng sau khi dư luận xôn xao vì hình ảnh nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh ngồi trên chiếc ghế to giống ngai vàng, trong khi từng đồng loạt vào cuộc phanh phui tài sản của nguyên Tổng Thanh tra Trần Văn Truyền. Sau khi tờ Tiền Phong gỡ bỏ bức ảnh gây sốt các trang mạng xã hội, trong đó có ông Mạnh ngồi trên chiếc ghế chạm trổ đầu rồng màu vàng, đón tiếp khách tới thăm. Báo chí Việt Nam không có bất kỳ bài viết nào khác về điều mà nhiều người nói là sự xa hoa của một cựu quan chức nhà nước. Và hiện nhiều người sử dụng mạng xã hội Việt Nam đang so sánh việc đưa tin về vụ chiếc ghế của nguyên Tổng Bí thư với vụ việc của ông Truyền. Năm ngoái, sau khi báo Người cao tuổi khai mào cuộc điều tra, hàng loạt những cái tít như sự thật về căn biệt thự khủng của ông Trần Văn Truyền, tổng của nổi của ông Trần Văn Truyền trị giá bao nhiêu, hay ông Trần Văn Truyền lấy tiền đâu mua nhà, biệt thự, đã xuất hiện liên tục và dày đặc trên báo chí. Nói chuyện với VOA với điều kiện không nêu danh tính, một người có chức vụ trong ban biên tập của một tờ báo ở Việt Nam cho biết rằng ông Mạnh quá cao nên không báo nào dám mạo hiểm như vụ ông Truyền. Nhà báo này cho rằng vụ bức ảnh liên quan tới nguyên Tổng Bí thư đã đụng trần và dù báo chí có làm gì thì người ta cũng sẽ cản. Sau khi báo chí đồng loạt vào cuộc và gây sức ép, ông Truyền đã phải xin lỗi đảng, nhân dân và đã phải trả lại một số ngôi nhà. Trái ngược với vụ ông Truyền, khi tìm kiếm tin tức về chiếc ghế và ngôi nhà với nội thất tông màu vàng của ông Nông Đức Mạnh, thì chỉ thấy các bài viết trên các trang web hải ngoại. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một người quan sát tình hình chính sự trong nước, nói ông tin rằng truyền thông ở Việt Nam đã được lệnh không được nói gì về chuyện này. Báo chí chính thống của Việt Nam dù có đến 700 cơ quan báo chí, nhưng mà thực sự là có một thông tổng biên tập, đấy là ông đảng. Cái ông đó thì cũng lại chỉ nằm vào trong tay một hai ông mà thôi, tức là ông tổng thư và ông trưởng ban tuyên giáo. Chuyện đó nó được điều khiển như thế nào là ở cái ông tổng như tập đó. Đối với trường hợp như là ông Trần Văn Truyền thì nó phản ánh một cái chuyện khác hơn một chút, tức là đấy là một cái cuộc gọi là đấu đá nội bộ giữa các phe với nhau. Và báo chí chính thống đã được bật đèn xanh cho làm cái chuyện đó. Tôi nghĩ là nếu mà ở một cái nền báo chí tự do mà 700 cái tờ báo là 700 tờ báo thật, tức là có 700 không tổng biên tập độc lập, thì tôi nghĩ là cái chuyện cái ghế về cái nhà của ông Nông Đức Mạnh nó cũng sẽ được kéo dài hơn. Nhưng mà cái việc kéo dài đấy thì nó cũng vẫn tuân theo một cái quy luật, tức là rồi nó sẽ chìm dần. Ông A cũng nói thêm rằng, báo chí ở bên ngoài không thể tiếp cận được các thông tin gì hơn. Vì thế, vụ việc này diễn ra một cách rất ngắn ngủi và sẽ chìm xuồng. VOA không thể liên lạc với nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh để hỏi ý kiến của ông về những phản ứng của dư luận thời gian qua. Ông Nông Đức Mạnh từng làm Chủ tịch Quốc hội Việt Nam từ năm 1992 tới năm 2001 và sau đó đảm trách vị trí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 2001 tới năm 2011.